Hôm nay là 19 tháng 3, 2019, là nhằm 14 âm lịch tháng 2. Thì có cái em Tâm, chị Huyền, chị Liệu ở Hàn Quốc. Thì ba người này có gửi cho mình 10 triệu nhờ là mình trao cho các cái hoàn cảnh khó khăn trong cái chùa Hưng Quốc á. Thì 10 triệu này thì các cái chị này nhờ là trao cho mỗi người 50.000. Thì trao 200 người, những cái người mà khó khăn, người già, người đặc biệt khó khăn, để trao cho mỗi người 50.000. Thì hôm nay mình đi vào bên trong chùa để mình tiến hành mình tìm những cái người khó khăn để mình trao. Chị ơi, có cái chị Xuân ở bên Mỹ có gửi về một cái lỗ dầu quân diệp á, để cho cái sư cô chức từ để mình cho các em bé, rồi chị nhận giúp em ha. Dạ, rồi cái này là của cái chị Xuân ở bên Mỹ gửi á. Rồi, dạ, cảm ơn chị nha. Đây là cái mấy cái chai dầu xanh, cái hộp dầu xanh của cái chị Xuân ở bên Mỹ á, chị gửi về. Chị nhờ cho mấy người già, thì hôm nay mình vào trong cái chùa Hưng Quốc á, thì mình để tìm những cái người lớn tuổi để mình tặng. Đây mình thấy bà này lớn tuổi thì mình trao cho bà lọc dầu. Bà ơi, con gửi bà chai dầu bà ơi. Dạ. Bà ơi, bà con gửi cho bà chai dầu nha bà. Dạ, dạ. Bà ơi, con gửi cho bà chai dầu được không bà? Dạ, đây bà. Rồi. Bà ơi, con gửi cái chai dầu của chị bên Mỹ gửi tặng bà. Dạ. Khu vực này người lớn tuổi rất là nhiều, mình còn có 8 chai dầu à, mình lừa còn có mấy bà lớn tuổi để mình gửi cho bà. Bà ơi, con gửi bà chai dầu nha. Bà ơi, con gửi cho bà chai dầu. Bà ơi, con gửi cho bà chai dầu của bà. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 80 rồi. Dạ. Rồi, con cảm ơn bà. Bà ơi, con gửi cho bà chai dầu của bà. Dạ, dạ. Bà ơi, con gửi cho bà chai dầu của bà. Dạ, rồi, dạ. Bà ơi, con gửi cho bà chai dầu của bà. Dạ. Bà ơi, bà, con gửi cho ông bà chai dầu ha. Dạ. Dạ. Ông ơi, con gửi cho ông chai dầu ha. Có mấy cái chị ở nước ngoài gửi về bên Hàn Quốc á, dạ, gửi cho bé 550.000. Dạ, rồi. Dạ. Bác sĩ chơi bà nhà nuôi vậy á. Dạ. Ở chợ á. Bao nhiêu lâu rồi chị? Tôi được 9 năm rồi. Dạ. Ngày chị đi bán vé số hay là làm gì? Em ở nhà, ba đi làm ở chợ. Vậy hả? Dạ. Chị ở đâu? Em ở Bình Dương á. Dạ, tốt Bình Dương lên đây hả? Dạ, đi chợ đồ á. Dạ. Vậy thôi em chào chị nha. Yeah.
bệnh. Thứ năm có đi đường quen không? Thứ năm hả? Em lại đi đường quen đi. Dạ, dạ cảm ơn. Có mấy người thật pháp không? Cứu cái trong đó mà lúc lúc ở trong ngoài. Đi không bỏ nữa. Ông ơi, có cái chìa bên Hàn Quốc gửi về tặng ông 50 ngàn ạ. À? À, một hả? À? Dạ. Bà ơi, có mấy cái chìa bên Hàn Quốc gửi tặng bà 50 ngàn. Dạ. Rồi, con cảm ơn bà. Ông ơi, có cái chìa bên Hàn Quốc gửi tặng ông. Tình thế sao Dung? Tình thế sao? Bà ơi, bên Hàn Quốc tặng bà đó nha bà. Yeah. Bên Hàn Quốc tặng chị. Yeah. Bà, chị bên Hàn Quốc tặng bà nha bà. Ông ơi, mấy chị bên Hàn Quốc tặng ông. Dạ. Ông ơi, bên Hàn Quốc tặng ông á. Bà ơi, bên mấy cái chị bên Hàn Quốc tặng cho bà này. Dạ. Không sao. Chú ơi, chị bên Hàn Quốc tặng cho ông á. Cảm ơn. Dạ. Ông chú ơi, có cái chị bên Hàn Quốc gửi tặng cho chú đây. Dạ, đây. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chú ơi, chú cái tay chú cho con mượn cái tay cái. Mọi người ơi. Chú có túi không? Dạ. Đây đây, con bỏ vô nha. Dạ. Có cái chị bên Hàn Quốc gửi tặng chú đó. Dạ. Người ta thợ tóc mà. Không, thợ tóc làm từ thiện mà. Rồi đây, gửi anh nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ. Bà ơi, cái chị bên Hàn Quốc tặng bà á bà. Dạ. Chị bên Hàn Quốc tặng anh ơi. Dạ. Dạ. Bây giờ ông ơi, cái chị bên Hàn Quốc tặng ông à. Dạ. Mọi người thông cảm tại vì mình một tay vừa quay phim á, một tay vừa tặng quà cho nên là không có thể mà đưa hai tay được nha. Và chị bên Hàn Quốc tặng bà đó nha. Dạ. Chị bên Hàn Quốc tặng bà ơi. Dạ. Bà ơi, cái chị bên Hàn Quốc tặng bà đó bà. Dạ. Dạ. Dạ rồi, đợi con tí bà. Dạ, đây là bà. Dạ. Bên trong xa quá. Dạ. Bà ơi, cái chị bên Hàn Quốc tặng bà nha. Dạ. Bà ơi, cái chị bên Hàn Quốc tặng bà nha bà. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Bà, cái chị bên Hàn Quốc tặng bà. Bà ơi, có cái chị bên Hàn Quốc tặng cho bà. Dạ.
Anh, cái chị bên Hàn Quốc tặng cho anh nha. Dạ. Không, cái gì? Không rồi. Dạ, rồi đây, đây, đây chú. Dạ. Rồi, Dạ. Tính là năm sau mấy chị bên Hàn Quốc gửi cho chú nha. Dạ dạ. Dạ, rồi mấy chị bên Hàn Quốc tặng chú. Đây có hai ba người khổ quá trời. Dạ. Cho bình rồi cho dòng nó cho.
rồi, đó là dân ở miền sông đó, ta cần khổ lắm con. Này thôi em cho xong. Đúng rồi đó, con vô chụp hình cho dòng đi, mấy người đó ở dòng ở sông của con khổ lắm. Để con cho con đè đè con từ được vô cho con nó vô đây.
cho con nha. Cái này là của mấy cái chị ở bên Hàn Quốc cho con á. Rồi, không có gì đâu con. Rồi.
Con gửi cho bà. Bà thêm phần nữa đi bà. Dạ. Ngoài 90 mấy tuổi rồi ngoài? Nhỏ mới có 87 à. 87 gần 90 rồi. Dạ. Đây con gửi cái quà của chị Hàn Quốc gửi tặng bà. Dạ. Chúc quà sức khỏe nha. Tìm hớt tóc ngồi đây hớt luôn ấy, chú. Dạ, không, tìm người, tìm chú ơi. Tìm người, ta đi tìm người quen gì đó. Bây giờ còn một ít phần quà thôi, giờ mình ai đi vô là mình gửi tặng cho người đó luôn. Dạ, rồi. Nhóc. Dạ. Mà cảm ơn bà. Ba đi đạp hả? Ba đi đạp. Chỗ em đây, 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 cái thèm á.
qua đây luôn, chắc qua đây luôn. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Và bây giờ mình đi về đây. Còn rất là nhiều người mong muốn nhưng... Dạ xong rồi anh. Rồi rồi cảm ơn. Qua đi bà ơi. Rồi ngồi xuống đi. Rồi bây giờ là mình xin phép mình đi về.